Chính Audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người cái bộ loa Bocomputer Music Monitor nhé. Bocomputer Music Monitor. Đây là bộ loa của nó, em sẽ quay cái ngoại hình ở bên ngoài. Đây em sẽ quay trước cái con loa chính đây. Đây là mặt trước của nó đây. Đấy, đây là mặt trước, thực tế loa thế nào em quay như thế nhé. Mặt trước này, mặt bên hông này, mặt bên hông này, mặt phía sau này, mặt bên hông bên này có một cái vết xước, vết xước đấy, vết xước này nhá. Đây là mặt bên trên, đây là mặt phía bên dưới. Đấy là về cái con loa chính. Tiếp đến em quay cái con loa bên cạnh, đây là cái mặt của nó đây. Nó nhìn ở bên ngoài thì nó sẽ mờ y như này luôn, gần như không thấy cái vết ố ố này. Chỗ này nó có một cái vết hơi bẩn, hơi nem một tí. Nhìn bên ngoài gần như là không hề thấy. Đấy, bên ngoài nó sẽ như này. Đây là mặt bên hông. Có những cái vết hơi bị chảy một tí điện. Thực tế sản phẩm là như vậy. Cái mặt sau đây. Cái mặt bên dưới đấy. Và đây là phía mặt trên. Cái con loa chính ở phía bên này, đây có cái jack cắm nguồn này, đầu jack cắm nguồn, và đây là cái đầu vào audio input, và đây là cái jack cắm sang bên cái loa trái phía bên này. Con này sẽ bao gồm đầy đủ phụ kiện, có điều khiển và sạc điều khiển đấy, và đây là cái sạc của cái bộ nguồn của nó nhé, bộ nguồn của nó, bộ nguồn bô, bộ nguồn zin của nó. Đấy. Đấy thì các bác nào có yêu thích cái bộ này thì em sẽ để giá ở phía dưới cái phần mô tả video nhé. Thì anh em có nhu cầu cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0916 507 222. Em ở khu đô thị Thanh Hà, phường Kiên Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em xin phép kết thúc cái video tại đây. Xin chào và cảm ơn tất cả anh em các bác rất là nhiều.